Lúc mua thì hồi hộp hóng suốt, mà xong lúc nhận máy thì thấy tôi thích cảm xúc anh em ạ. Lúc đầu còn mình thấy còn hơi hối hận vì mua MV này cơ. Hello anh em, vừa rồi mình có mua online chiếc LG Velvet này, shop của bạn Phương Thảo. Tên shop là Hot Phone. Sau khi mua và sử dụng 2 tuần thì mình có một số chia sẻ về trải nghiệm mua hàng ở đây, cũng như một số lưu ý với anh em khi mà mua máy xách tay tại đây hoặc là mua online ở các shop khác như sau. Đầu tiên là về máy trước. Vì là đặt mua ship COD nên là cũng hơi lo, vừa hồi hộp đã nhận máy vừa lo không biết máy nhận về như nào. Mình thì cũng cẩn thận dặn shop quay video trước khi gói hàng với cả quay video lại lúc nhận máy. Đây là video mình quay lúc mà nhận máy với cả video máy shop quay trước khi gửi hàng đi. Thì check email đúng máy là shop gửi rồi. Ngoại hình thì ok, đúng shop cam kết. Mình thấy ngoại hình máy nói chung là gần như mới, có thể nói là 99%. Nhìn bằng mắt thường thì không thấy có vết xước hay là cấn móp gì cả, y như máy đập hộp, chẳng qua là không có hộp để mà đập thôi. Thôi mua hàng xách tay mà, mình thấy hình thức như thế là ok rồi. Máy nguyên khối nhìn chắc chắn. Mình cũng thử test áp suất bằng phần mềm thì kết quả ok. Áp nhảy loạn xạ, hy vọng là nguyên zin. Tiện đây thì chia sẻ cho anh em mã test máy của LG Velvet này, mình mò mãi mới ra. Đấy, test màn hình, loa thoại các thứ đều ok hết. Có một số lưu ý với anh em khi test máy thì anh em nhớ test chức năng nghe gọi đầu tiên nhé. Nhiều khi cứ mãi nhìn phần mềm với ở cấu hình rồi test camera mà anh em lại quên mất đi chức năng quan trọng nhất là nghe gọi. Cái này trước mình cũng gặp một vấn đề với cả MV Smart Active One. Hồi đấy mình mua máy đời đầu ấy thì nó mắc một vấn đề đấy là khi mình gọi điện cho đầu bên kia ấy thì đầu bên kia nghe nó cứ kiểu tậm tạt tậm tịt. Có thể là do sóng không ổn định hay là do cái phần cứng của máy. Nói chung là chả biết được, đổi mấy cái máy nó vẫn như thế, hay là cuối cùng lại phải đổi sang mua một em Xiaomi. Đấy, lúc mua thì hồi hộp hóng suốt, mà xong lúc nhận máy thì thấy tuột hết cảm xúc anh em ạ. Lúc đầu còn mình thấy còn hơi hối hận vì mua em Velvet này cơ, nhưng mà dùng một thời gian thì cũng quen. Nói chung thì em Velvet này mình thấy có khá là nhiều điểm trừ. Mình sẽ chia sẻ chi tiết trong một video khác. Điểm trừ đầu tiên phải nhắc đến là cái việc lấy vân tay. Lấy vân tay thì đã mệt rồi, mà xong lúc sử dụng nó cũng không được nhẹ cho lắm. Sau khi mà mình gắn tấm cường lực shop tặng vào ấy thì còn không dùng được vân tay luôn. Lấy vân tay cũng chả lấy được, nó cứ toàn báo lỗi, cày vãi. Thế xong cuối cùng thì mình phải mua một miếng PPF dán vào mới dùng được. Nhưng mà nó vẫn không được nhẹ lắm. Nếu mà so với cả vân tay cẩm, vân tay vật lý thì đương nhiên là nó không bằng rồi. Nhưng mà cái mình so với cả MV Smart Line thì mình thấy vân tay của MV Smart Line nó còn nhẹ hơn nữa. Cái thế. Chia sẻ một chút về shop bán hàng. Đấy là bạn Phương Thảo. Trong lúc mình mua thì mình có mua trực tiếp từ bạn thân Phương Thảo này. Điểm cộng của shop đầu tiên thì mình thấy có cái Ava xinh gái, nhìn là muốn mua rồi. Mặc dù thì mình nghĩ đằng sau bạn nữ xinh gái này chắc chắn phải có sự hậu thuẫn của một bạn nào, mà biết đâu đấy. Đọc mấy cái comment hỏi về up sim với cả lỗi máy các kiểu, thấy trả lời cứ như kiểu hacker ấy, nghỉ lắm. Được cái bạn Thảo này tư vấn thì tương đối nhiệt tình, phản hồi phía người dùng trên cộng đồng với cả trên trang cá nhân thì mình thấy tương đối tích cực. Mình hỏi cũng khá nhiều, bạn ấy kiên nhẫn trả lời hết, kể cả bảo chụp ảnh quay video full HD không che của em ấy up lên Google Drive vào mà cũng không ngại. Ý tôi là quay video em vừa vét như cậu ông.
đừng có hiểu lầm. Gửi cái video quay qua Facebook ấy thì nó bị vỡ hình nên là không rõ được máy, mình phải bảo bạn ấy quay video up lên Google Drive. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy vẫn có một số điểm trừ. Điển hình cái việc tư vấn còn mang tính chất hơi thụ động, tức là mình hỏi cái gì thì nói đấy, nên là mình cảm giác hơi tù mù thông tin khi hỏi về sản phẩm của shop. Có những cái thông tin cơ bản nhất thì mình không thể nói ra trong lúc tư vấn, mà lúc mình hỏi tới thì bạn ấy mới nói. Như kiểu nhát dài quá hay sao ấy. Ví dụ như là chế độ bảo hành. Ban đầu thì chỉ thấy bạn ấy nói lên chế độ bảo đổi trả trong 15 ngày. Mình hỏi thế không có chế độ bảo hành nguồn ở màn hình à? Thì bạn ấy bảo chỉ có đổi trả trong 15 ngày đầu thôi. Xong tới mãi sau mình hỏi là có gói bảo hành để mua thêm không? Thì bạn ấy nói là có thể mua 100.000 một tháng bảo hành cả nguồn ở màn hình. Hóa ra là giá máy là giá trần, không có cắp sạc. Gói bảo hành thì mua riêng, mà mãi mới không nói, mãi hỏi mới nói. Là mình tưởng là bên này chỉ bán máy chứ không có sửa chữa, không có bảo hành gì thì bố ai mà dám mua. Nói luôn ngay từ lúc đầu thì có phải lúc mình hỏi về chế độ bảo hành thì có phải nhanh không? Là mình đắn đo mãi, định không mua rồi mà thấy cái Ava xình quá thì lại nao núng. À, còn một điểm trừ nữa. Đấy là mình vừa mới mua hôm trước thì hôm sau bạn ấy đăng bài khuyến mại tặng cái kênh ấy chứ. Cay vãi. Mình mua trước đấy có một hôm mà không được tặng tai nghe, được mỗi cái ốp lưng với cả cường lực. Mà cái cường lực gắn vào thì có dùng được vân tay đâu, nên coi như là bỏ. Như vậy thì mình qua đây thì mình cũng muốn góp ý một chút với shop. Đấy là đầu tiên, lẽ ra nên khuyến mại cho mình cái tai nghe. Thứ hai, đấy là mình góp ý với shop. Thế ra thì shop nên soạn sẵn các chính sách về bảo hành, khuyến mại để mà khi tư vấn cho khách chủ động hơn, cũng như là nói rõ về các chính sách cho khách yên tâm. Có thể như là ghi kèm ở bài đăng bán hàng luôn chẳng hạn. Bởi vì về tâm lý khi mà mua máy cũ, máy xách tay thì ai người ta cũng lo về cái vấn đề bảo hành. Có nhiều khi là mất khách luôn chỉ vì không nói với mình có gói bảo hành mua riêng ấy. Tức là mình có chứ không phải mình không có, nhưng mà mình không nói ra thì khách người ta lại tưởng là mình bán máy gọi là đem con bỏ chợ, bán xong là xong, không có bảo hành nghĩa gì. Tiếp nữa đấy là cái thông tin bảo hành trong hóa đơn, mình nghĩ là cũng nên ghi rõ ràng và chi tiết. Ví dụ như là về phạm vi bảo hành này, phạm vi từ chối bảo hành này, để khi xảy ra vấn đề thì hai bên không dính vào tranh chấp rồi lại phốt nhau. Ở hóa đơn của mình đây thì mình chỉ thấy ghi có mỗi bảo hành nguồn ở màn hình như này thì mình thấy cũng rất là tù mù. Như này là bảo hành tất cả nguồn với màn hình hay là chỉ bảo hành nguồn với màn hình đây? Chả ghi rõ này, làm sao mà biết được. Đấy là một số cái góp ý của mình cho shop cũng như là chia sẻ về trải nghiệm khi mua con LG Vervet này tại shop của bạn Phương Thảo. Nếu mà các bạn mua hàng ở đây thì cũng nên chú ý hỏi kỹ một chút. Còn về chiếc máy của mình ấy thì mình cũng đã chia sẻ cảm nhận sau 2 tuần trải nghiệm máy thì mình đánh giá là ngoại hình các thứ ok, phần mềm dùng trải nghiệm máy ok hết, các tính năng tất cả đều bình thường, không có vấn đề gì cả. Anh em nếu thấy video này hữu ích thì đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm các video tiếp theo nhé. Mình sẽ cố gắng ra thêm video review về chi tiết về chiếc LG Vervet này trong thời gian sớm nhất. Anh em nhớ theo dõi ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free.